Văn Linh tới ngã ba Chợ Con, dài 1.690 m, đi qua địa phận 4 phường Tải Cao, Dưa Hàng, Hàng Kênh, Dưa Hàng Kênh với 470 hộ dân và 5 tổ chức thuộc diện phải giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, quận tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, trong 20 ngày cao điểm tuyên truyền vận động gần 200 hộ dân, cơ bản hoàn thành phần giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công, khẩn trương huy động phương tiện, máy móc và nhân lực, đẩy mạnh tiến độ thi công, đảm bảo đúng kế hoạch thông tuyến vào ngày 3 tháng 10 năm 2020. Dự án đường Hột Sen, cầu Rầu 2, đoạn từ nút giao thông Nguyễn Văn Linh tới ngã ba Chợ Con, dài 1.690 m, đi qua địa phận 4 phường Trại Cao, Dưa Hàng, Hàng Kênh, Dưa Hàng Kênh với 470 hộ dân và 5 tổ chức thuộc diện phải giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt trong 20 ngày cao điểm tuyên truyền vận động gần 200 hộ dân, cơ bản hoàn thành phần giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công, khẩn trương huy động phương tiện, máy móc và nhân lực, đẩy mạnh tiến độ thi công, đảm bảo đúng kế hoạch thông tuyến vào ngày 3 tháng 10 năm 2020.
sát đến nút giao thông Nguyễn Văn Linh đến ngã ba Chợ Con. Hiện nay nhà thầu đã huy động các phương tiện kỹ thuật khẩn trương thi công để đảm bảo công trình hoàn thành theo đúng kế hoạch.